đã sẵn sàng cho thêm những ổ bánh mì thơm ngon nóng hổi này hay chưa? Sẵn sàng. Mời các bạn nhỏ cùng bộ đôi dao bánh mì khám phá thị trấn Vịt với địa chỉ tiền có 102 lúc 17 giờ hàng ngày từ 2 tháng 1 năm 2019, độc quyền trên UTV. Đừng nhìn anh nữa, đôi mắt ngày xưa